Dạ vâng. Quý vị và các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, em rất vui mừng khấn khởi khi các bác và em lại được gặp nhau trong chương trình test âm thanh và giới thiệu hàng bãi. Thưa quý vị và các anh em, trước cái máy quay, quý vị và các anh em đang được nhìn thấy một bộ phối ghép vô cùng ăn ý, chất âm cực kỳ hay. Thứ nhất là một đôi loa đến từ đất nước Mỹ, dòng loa Mỹ Nòi. Và một chiếc âm ly cũng đến từ đất nước Mỹ, sản xuất tại Mỹ. Đôi loa Calip Hershey 1. Đây là một biến thể đời đầu rất đáng chơi của hãng. Nói về đôi loa Calip Hershey 1 và Hershey 2, Hershey 3. Thì cái đôi loa Hershey 1 này nó có một cái cấu trúc chung kèn, tép kèn. Và cái chung kèn tép kèn này của nó sử dụng bằng gang, tức là vật liệu của nó là gang đúc, tức là bằng chất liệu thép các bác nhá. Còn biến thể như là biến thể đời Series 2 và Series 3 thì nó lại là cái vật liệu về chung kèn tép kèn nó lại là vật liệu bằng nhựa. Và cái điều đáng nói là một cái loa chung kèn và tép kèn nó sử dụng một cái vật liệu bằng gang thép, chất liệu này cho ra một âm thanh luôn luôn có một cái tiếng sáng và đi xa. À, người ta sử dụng, người ta nói về cái cấu trúc khi giới thiệu về đôi loa này, người ta nói cái đôi loa Hershey 1 này nó rất là đáng cái đồng tiền bát gạo là hai cái vật liệu đó các bác nhá. Còn cái chất liệu bằng nhựa thì nó thông thường à, và chất liệu như là chung kèn hay tép kèn nó bằng gang thì nó rất là ok, được nhiều người để ý tới. Thưa quý vị và các anh em, đôi loa Calip Hershey 1 đang hiện diện trước cái máy quay quý vị và anh em đang được nhìn thấy, đó là một đôi loa sử dụng về cấu trúc là loa ba đường tiếng. Thứ nhất, nó sử dụng một cái loa bát có đường kính là bát 30, màng giấy, gân của nó là gân xếp vải tẩm dầu. Và các bác đang được nhìn thấy cái bát của nó đấy, cái lòng bát của nó cực kỳ sâu. À, người ta nói là người ta thường thường người ta nhìn những cái dòng những bác mà chơi sành, bác bảo là cái bát của nó sâu như cái giếng. Và một loa chung kèn và một loa tép kèn, dòng này nghe đa thể loại nhạc và hát karaoke cực kỳ hay. À, quý vị và anh em có thể tìm lại những clip trước, những clip trước em cũng đã về và bán được một đôi. Và cái clip đó thì em đã tháo củ cốt cũng như nội thất của cái đôi loa Hershey 1 này cho anh em xem. Thì các bác, các anh em có thể vào kênh YouTube gõ là loa Calip Hershey 1 do Tiến Audio Tech, vậy là nó sẽ ra. À, trong clip đó em đã tháo bằng đít ở đằng sau của loa để cho anh em chúng ta ngắm về phân tần cũng như ngắm về cái củ bát của nó và cái chung kèn cũng như cái tép kèn, đặc biệt là xem nội thất của loa các bác nhé, rất tuyệt vời. Đôi loa này cực kỳ đẹp, đẹp không thể bắt được một lỗi lầm nào cho dù là nhỏ nhất. Nếu như ai bắt được lỗi lầm nào ở trên thân hình đôi loa này, từ thùng cho đến tuyến loa, em sẽ biếu không các bác, không lấy tiền. Xin nói rõ với anh em như vậy, hàng em tuyển chọn cực kỳ đẹp, đẹp mỹ mãn. Và đôi loa này có giá 15 triệu đồng, bao zin, bao đẹp cho anh em. E căng của nó là e căng bao tải các bác nhé. Ngay bây giờ xin mời anh em hãy cùng đi đến sản phẩm này. À, nó rất tuyệt vời. Nếu mà nói về thành vách của nó thì không thể chê vào đâu được. Em để cái tấm vải đằng sau để em kê tấm biển. Bởi vì là nếu để thẳng ra thì nó sẽ lóa ánh điện, các bác không thể nhìn thấy được. Đó, các bác thấy không? Đẹp, quá đẹp. Nói về đôi loa này thì nó sử dụng vật liệu là nó là sử dụng thùng gỗ lạng các bác nhé. Thùng gỗ lạng, tuyệt vời luôn. Không thể chê vào đâu được. Không tìm đâu ra bất cứ một khuyết điểm nào trên thân hình đôi loa này. Xin nói rõ với các bác anh em là như thế nhá. Đây, e căng của nó đầy đủ là như thế này. Đó. Và bây giờ sẽ mở lốt cái e căng này ra. À, khi chúng ta mở cái e căng này nó không quen thì chúng ta phải lấy cái móng tay. Hay là nếu không có móng tay thì chúng ta nên lấy một cái vật gì đó nó mỏng mỏng. Xong chúng ta luồn vào khe căng rồi bẩy nhẹ nó ra các bác nhé. Đó, rất là tuyệt vời, rất ok đúng không ạ? Đây là một phiên bản hàng rất hiếm của hãng.
Có những cái biến thể này thì các bác thấy vào kênh YouTube, các bác thấy xem các bác test ấy. Thì có những phiên bản là màng của nó thâm thâm, nó cũng là màng giấy nhưng mà màu kiểu thâm thâm ấy. À, màu thâm thâm. Còn đây là cái màu này là màu màu sữa. Đấy, màu, màu 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 trắng sữa các bác nhé. Đây là màng bát màu trắng sữa. Đấy, đây là một cái model rất hiếm và rất ít. Còn cái màu màng bát mà nó thâm thâm như kiểu là màu 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 màng giấy thì nó rất là nhiều. Còn cái biến thể màng trắng sữa này rất là hiếm luôn. Đấy, hàng hiếm. Đấy. Và về cái model của biến thể Hershey 1 này, nó cũng có hai ba biến thể, nó chỉ cải cách nhau về cái màng bát mà thôi các bác nhé. Màng bát ấy. Nó cải cách tức là màng bát thâm thâm rồi màng bát trắng sữa kiểu này. Nhưng cái màng bát trắng sữa kiểu này thì đời này là đời rất ít, rất hiếm. Đôi loa Calip Hershey 1 này nó có giá là 15 triệu đồng các bác nhé. Và em đang phối ghép với lại một chiếc âm ni Pilot 4000. Chiếc âm ni này là một chiếc âm ni cổ của Mỹ, còn nguyên cả giấy và táp lô, giấy đi theo táp lô. Các bác thấy là Pilot 4000. Nói về chiếc âm ni này, ở clip trước em đã giới thiệu với quý vị và anh em. Đây là trong buổi tối hôm nay, đây là một video clip lần thứ hai em test đôi loa. Thì chiếc âm ni Pilot này giá ở trên thị trường Pilot 4000 nhá. Các bác hãy vào trang trang mạng ấy, các bác đánh con chữ âm như này là ra này. Âm ni Pilot 4000 đánh mối như thế này là ra chiếc âm ni này. Và trong đời của nó máy móc rồi các thiết bị nó trang bị như thế nào, các bác hãy vào trong đó các bác tra. Và đồng thời giá ở trong đó nó là giá ở trên trời, rất là cao. Giá người ta bán từ 18 đến 23 triệu đồng. Nhưng em bán cho quý vị và các anh em với giá cực kỳ yêu. Hàng bao zin, bao đẹp, nếu như không zin, không đẹp, em thề biếu các bác không lấy một đồng nào luôn. Nói rõ với anh em như vậy. Giá của chiếc âm ni Pilot 4000 này là 10 triệu 500. Nói rõ với anh em như thế nhá. Còn giá ở trên thị trường đang là 18, giá dao động là 18 đến 23 triệu. Nói thế là anh em hiểu. Các bác nhá, bao zin, bao đẹp, nếu không zin không đẹp em không lấy tiền các bác. Nói rõ một câu với anh em như vậy. Rồi, ngay bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bác, các anh em hãy cùng đi đến thẩm âm. Ở dưới là chiếc âm ni Sansui QR4500. Clip trước em đã test các bác nhá. Giá 12 triệu đồng. Không có